Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiến Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái chương trình Aerobe khá là hấp dẫn. Và đây là chương trình Aerobe khá là lâu rồi. Khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được 15 đô và có thể đầu tư rút về tài khoản của các bạn. Ở đây gọi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên các bạn nhập username, email, nhập lại email này, kê mật khẩu này, ở đây chúng ta điền là Việt Nam City, chúng ta điền là thành phố của các bạn. Các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản của nó và tôi không phải là người máy này. Các bạn nhấn sign up. Ok, chúng ta sẽ check cả email xem có submit gì hay không. Hình như là không có submit gì cả. Ok, bạn có thể đăng nhập vào luôn. Ok, các bạn có thể thấy này, ở đây thì số dư của bạn là 15 USD và chúng ta có thể sử dụng cái này để có thể đầu tư nhá. Đấy, các bạn ấn vào phần Open a Deposit này. Đấy, thì nó sẽ có cái gói đầu tư này. Min là 10 đô. Và chúng ta ở đây chúng ta điền là 15 cho điền tất cả luôn. Đây mình chọn gói 7% min, à gói này rất là cao, gói của chúng ta chỉ có thể là 2% thôi bởi vì min của nó chỉ là 10, chúng ta đầu tư đến tận còn 7% thì chúng ta sẽ lên tới phải, các bạn phải đầu tư trên 1.000 đô thì mới được. Ok, chúng ta ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Các bạn nhấn vào phần 2%, sau đó các bạn tích vào 15 đô, các bạn ấn a deposit này. Đấy, thì nó sẽ ra cái gói hoạt động này, active, tức là cái gói đầu tư của bạn đã được hoạt động và cái số lượng là 15 USD và lãi suất của nó là 2%. Đấy, đây là S fund này và withdraw. Đấy, những cái cập nhật mới thì các bạn ở phần withdraw các bạn để này, nó sẽ có các cổng thanh toán này, Payeer này, Fake Money này, Payeer này, đấy, Ripple này, thanh toán qua rất là nhiều những cổng thanh toán Ethereum đều được hết. Đấy, ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể nhận được 15 đô miễn phí và tái đầu tư. Còn cái quyết định mà đầu tư hay không ấy thì đấy là quyền của bạn nhé. Chúng ta chỉ nên tham khảo cái sự gọi là miễn phí của nó thôi. Đấy, còn chúng ta nhận lãi suất và chúng ta đợi cái đủ lãi suất thì ta có thể rút về. Còn cái này thì mình cũng không đưa ra bất cứ một lời khuyên đầu tư nào cả. Đấy, chúng ta chỉ đăng ký và nhận được 15 đô và chúng ta tải đầu tư vào cái trang này luôn. Ok. Đấy, sau khi mà chúng ta nhận được lãi suất thì chúng ta có thể rút về. Đấy, bất cứ một cổng thanh toán nào. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về chương trình Aerobe của cái ZJ miễn phí 15 USD và chúng ta có thể tái đầu tư. Như vậy là bạn nào mà tham gia thì cố gắng tham gia sớm nhé để nhận được cái lãi suất và rút về địa chỉ ví của các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Phụ. Hãy nhớ để lại một like, comment, chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa nhé. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại.